Vào chiều ngày 9 tháng 1, Kajian đã có những hoạt động đầu tiên tại Hà Nội. Kajian cùng với Kim Kwang-gyu đến thăm những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Tạ Hiện, Hồ Hoàn Kiếm, Ga Hà Nội và thưởng thức món chả cá nổi danh. Nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, khỏe khoắn và đội nón lá làm nức lòng fans. Kajian vốn là nam thần tượng nổi tiếng thân thiện và hòa đồng. Điều đó không có gì lạ khi anh luôn tươi cười và vẫy tay chào người hâm mộ trên đường. Anh chàng tự nhiên ăn uống và thăm thú Hà Nội, những hình ảnh của Kajian gần gũi và làm ấm lòng người hâm mộ tại đây. Có lẽ rất nhiều người đang cảm thấy ghen tị với những fan nào được gặp anh chàng trên đường nhỉ. Ở ngoài, Kajian vô cùng đẹp trai, không khác gì khi thấy ở trên ảnh hoặc qua màn hình. Một Kajian sống động đang ở trước mắt, hẳn là nhiều cô gái phải thổn thức. Hãy cùng xem anh chàng Kajian thân thiện và đẹp trai đến mức nào qua những bức ảnh mà fan chụp được nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.